thì em đã nhận được cái quyền di và nhận được điển của cha mẹ ban cho, là em đã nhận quyền di ở trên ban xuống là lần thứ 2 thứ ba gì rồi, là em biết được em là ai. Nhưng cái này là cơ mật em không thể nói được. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào anh chị em trên năm châu bốn biển. Em là Kim Yong Mi. Em hiện nay sinh sống và định cư tại Hàn Quốc. Và hôm nay em có thời gian để em xin chia sẻ về cái thiền của anh Thành á. Thật ra mà nói là em với anh Thành là không có quen biết mà cũng không có dòng họ bà con gì hết trơn á. Thì trước tiên là em biết anh Thành là qua cái YouTube của anh Lê Thanh và anh Thảo 1990 thì em mới biết anh Thành. Sau đó là em mới kết bạn Zalo với anh Thành thì được anh Thành đồng ý, và em đã tìm hiểu cái thiền của anh Thành á. Thì đến nay là em ngồi thiền được 9 tháng rồi. Thì trong cái ngày lúc mà hành thiền của anh Thành, từ lúc ban đầu hành thiền cho đến nay á, thì em đã nhận được cái quyền di và nhận được điển của cha mẹ ban cho. Thì trước lúc mà em biết anh Thành thì anh Thành có kêu em á, là ngồi thiền đi rồi để mình cảm nhận được và mình biết được mình là ai và cái cội nguồn mình từ đâu. Thì mới ban đầu em cũng còn ngỡ ngàng lắm, nhưng sau là em quyết định là ngồi thiền của anh Thành luôn. Cho đến bây giờ thì em đã nhận được cái quyền di và em đã biết được em là ai. Thì trên đây em cũng chia sẻ cho anh chị em trên cộng đồng mạng trên năm châu bốn biển được biết cái thiền của anh Thành rất là nhiệm màu. Mà anh Thành làm á, là người thật việc thật, cũng chẳng có ăn tiền ăn bạc ai, mà chẳng có lường gạt ai, mà còn giúp đỡ cho những cái người mà có tâm Phật để quay về con đường Phật pháp, về với cha với mẹ. Thì hôm nay em cũng xin chia sẻ là em ngồi thiền em cảm thấy là năng lượng vô rất là nhiều và rất là nhiệm màu luôn. Em mới ban đầu thì em cũng không có ăn chay, nhưng từ từ bây giờ ơn trên xoay chuyển cho em ăn chay trường luôn. Và tâm tâm của em á, là không còn bon chen, mà cũng không còn mà nói chung là nó cũng không còn dao động nhiều như trước kia nữa. Em thấy cái thiền này á, nó rất là quá là nhiệm màu về Phật pháp luôn. Nếu như anh chị em nào mà có lòng tin về Phật pháp và quay về với cha với mẹ thì nên tìm hiểu cái thiền của anh Thành để mà ngồi. Thứ nhất là cơ thể con người mình nó khỏe, nó nhẹ nhàng. Thứ hai nữa, tâm tư, cái tâm của mình cũng nhẹ nữa. Phật thì em nghĩ không có ở đâu xa hết trơn, không cần mình phải đi tìm kiếm ở đâu hết trơn, nó ở trong tâm của mình nè. Phật ở trong tâm nè, chứ không có phải đi tìm đi kiếm đâu xa. Mà anh Thành á, thì ảnh đã chia sẻ cái thiền này rất là lâu rồi. Thì anh em nào mà cảm thấy mình có duyên, mình ngồi được cái thiền này thì nên ngồi và tìm hiểu và ngồi cho nó, cơ thể của mình nó tốt, nó khỏe. Chứ em thấy trong bình luận cũng có nhiều người vào chửi anh Thành nhiều lắm, chửi vậy tội chết, mà tội nghiệp cho anh Thành nữa. Anh chia sẻ anh đâu có ăn tiền ăn bạc gì của ai đâu, anh đâu có lường gạt gì ai đâu. Mà em với ảnh cũng không có quen biết, cũng chưa nhìn mặt ở ngoài đời bao giờ, chỉ biết qua là cái mạng của anh Lê Thanh thôi đó. Thì hôm nay là em biết sao thì em chia sẻ vậy. Thì nói chung là anh chị em nào mà muốn ngồi thiền của anh Thành thì mình phải tìm hiểu cho kỹ, rồi mình ngồi rồi mình sẽ thấy nó nhiệm màu như thế nào. Chứ chưa có tìm hiểu và mình ngồi mình phải có tâm nữa. Mà cũng đừng có suy nghĩ anh Thành là
căn cơ là như thế nào hết, không cần tìm hiểu anh Thành là căn cơ như thế nào hết á. Mình nghĩ anh Thành là một thầy giáo thôi, một thầy giáo dạy môn ngồi thiền đi, rồi tự động mình làm một cái học sinh đi, rồi mình ngồi thiền của anh Thành thì ngày nó một thăng tiến trở lên. Mình đừng có nghĩ anh thiền anh Thành là căn gì, tìm hiểu làm chi cho mệt. Mình nghĩ anh Thành là một thầy giáo thôi, là mình là một học sinh thôi, và trách nhiệm của mình là mỗi tối là mình phải ngồi thiền để mình có được cái sức khỏe tốt. Chứ anh chị đừng có mong cầu là tôi ngồi thiền là phải được quyền di, tôi ngồi thiền là phải có được cái phép màu, tôi ngồi thiền là phải có cái này cái kia nọ. Đừng, anh chị đừng có mong cầu những cái đó làm gì. Anh chị bây giờ ngồi thiền chỉ cầu mong sao cho mình có sức khỏe. Cơ thể xác thịt ai cũng có bệnh, nhưng mà nói về tâm linh ấy thì con người của mình nó nhẹ nhàng rất là nhiều, tâm tư rất là thoải mái. Thì anh chị nên tìm hiểu mà ngồi. Anh Thành thì ảnh cũng không có phải lôi kéo gì ai hết, nếu ai thấy hợp thì ngồi, không hợp thì thôi, chứ đừng vào chửi cũng tội nghiệp mà tạo chi cái nghiệp khẩu. Phật thì không có ở đâu xa, Phật tại tâm của mình đó. Thì nếu như mà cái thiền này hợp với anh chị em nào thì anh chị em thì ráng cố gắng ngồi đó, thì từ từ sẽ nhận được cái quyền di ở trên cha mẹ ban cho, chứ mình đừng có mong cầu cái điều gì hết. Em ngồi thì em chả mong cầu gì, mà lúc em ngồi thiền em cũng chẳng có thấy cái gì, không thấy bất kể gì hết, phẳng lặng như một tờ giấy, không không thấy hình ảnh Phật tiên, không thấy bất kể một cái gì hết á. Em không hề thấy một cái gì ở trong đầu em hết. Nhưng cái hôm mà ngày 15 tháng 9 năm 2021 vừa rồi là em đã nhận quyền di ở trên ban xuống là lần thứ hai thứ ba gì rồi, là em biết được em là ai. Nhưng cái này là cơ mật em không thể nói được đó. Thì thôi bây giờ trước tiên đó thì em cũng xin chia sẻ về cái thiền của anh Thành là nó nhiệm màu như thế. Còn anh chị em nào có duyên thì nên ngồi, chứ đừng có vào chửi bới chi cho tội anh Thành, mà tội mang cái nghiệp khẩu nữa. Thời buổi bây giờ mình cũng không biết được là mình sống chết khi nào. Thì thôi nếu mình có thời gian, chỉ cần buổi tối 30 phút thôi là mình đã được ngồi thiền rồi, đâu có cần gì nhiều đâu. Thì anh chị em cố gắng sắp xếp cái thời gian 30 phút đó, thì mình tranh thủ mình ngồi cho cơ thể mình nó khỏe, để mình thoát được đại dịch đại nạn. Rồi tới đây cái chuyện gì xảy ra nữa mình cũng chưa biết được. Thì thôi nếu mà mình còn có thời gian ngày nào á thì mình nên ngồi thiền ngày đó. Đó là em khuyên anh chị em thật lòng, em khuyên chân thật luôn á. Mình có thời gian, con người mình còn xác, còn có thời gian, ngày nào mình tận dụng ngày đó đi anh chị em ơi. Vì bây giờ nó rất là nguy cấp lắm rồi, nó không còn đơn giản như trước kia nữa. Con người của mình có thể là đêm ngủ sáng không dậy cũng không chừng đó. Nên thời gian bây giờ nó không còn đủng đỉnh như trước kia nữa. Trước kia mình nói hôm nay có thể mình hẹn ngày mai ngày mốt, nhưng bây giờ là nếu có cơ hội anh chị em nên ngồi thiền của anh Thành để mà để mình cho khỏe cơ thể con người của mình, cầu mong sao cha mẹ độ cho mình đi thoát đại dịch đại nạn ở cái màn này thôi. Thì em ngồi thiền em có nhận được những cái gì thì em xin chia sẻ cái đó. Rất mong anh chị em trên cộng đồng mạng hoan hỷ cho em biết sao thì em chia sẻ vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật, chúc anh chị em tu tâm dưỡng tánh ngồi thiền cho mau về với cha với mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.